Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tựa đề Bài nói tại hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam. Tác phẩm này được in trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập thứ 12, trang thứ 18. Toàn văn của tác phẩm như sau. Bác được nghe báo cáo là Đoàn Thanh niên khai hội. Bác đến thăm các cháu. Gần đây thanh niên có tiến bộ. Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ khen các cháu. Về nhiệm vụ của thanh niên, nam nữ thanh niên phải làm sao thực hiện được tốt khẩu hiệu việc gì khó có thanh niên, ở đâu khó có thanh niên. Năm 1959 là năm bản lề của kế hoạch 3 năm. Phải đẩy mạnh sản xuất về công nghiệp, nông nghiệp và đẩy mạnh phát triển văn hóa. Nam nữ thanh niên gánh phần quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ đó. Như ở nông thôn, phải đẩy mạnh phong trào hợp tác hóa. Ở xí nghiệp, đẩy mạnh công tác phát động công nhân, viên chức, cải tiến chế độ quản lý xí nghiệp. Nhân đây, bác khen thanh niên nông thôn đã cố gắng tham gia phong trào đổi công hợp tác, đẩy mạnh sản xuất. Trong việc thực hiện ba cuộc cải tạo nông nghiệp, thủ công nghiệp và công thương nghiệp tư bản tư nhân, thanh niên cũng phải đóng góp phần quan trọng. Ở Trung Quốc, trong việc cải tạo tư bản tư nhân, thanh niên có tác dụng tuyên truyền bố mẹ, bà con, anh em mình thực hiện tốt chính sách của Đảng và Chính phủ. Nói chung, thanh niên phải chuẩn bị làm người chủ nước nhà. Muốn thế, phải ra sức học tập chính trị, kỹ thuật, văn hóa. Trước hết phải rèn luyện và thấm nhuần tư tưởng xã hội chủ nghĩa, gột rửa cá nhân chủ nghĩa. Muốn thế, Đoàn Thanh niên phải củng cố và phát triển hơn nữa. Ở Liên Xô, Trung Quốc, số lượng đoàn viên thanh niên cộng sản nhiều hơn số lượng đảng viên. Đoàn Thanh niên Cộng sản Lenin Liên Xô có 18 triệu đoàn viên. Đảng Cộng sản Liên Xô có 8.239.000 đảng viên. Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc có 20 triệu đoàn viên. Đảng Cộng sản Trung Quốc có 10.730.000 đảng viên. Còn ở ta thì số lượng đảng viên và đoàn viên sắp xỉ nhau, nên phải cố gắng phát triển hơn nữa đoàn thanh niên. Trong mọi việc, thanh niên phải làm đầu tàu, xung phong gương mẫu. Thanh niên hăng hái là tốt, nhưng chớ xa rời quần chúng. Xa rời thì không làm được đầu tàu. Đầu tàu rời to là vô dụng. Xung phong gương mẫu là mình làm tốt và giúp đỡ cho người khác cũng làm tốt. Phải cố gắng làm gương mẫu, làm đầu tàu, không tách rời quần chúng. Tóm lại, đoàn thanh niên phải củng cố tốt, phát triển tốt để góp phần xây dựng miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội và đấu tranh cho thống nhất nước nhà. Bác mong hội nghị có chương trình bàn bạc thiết thực. Trước mắt là đẩy mạnh sản xuất đông xuân thắng lợi. Vụ mùa vừa qua, thanh niên đã góp phần khá. Vụ sản xuất đông xuân, thanh niên phải làm khá hơn nữa. Vụ sản xuất đông xuân thắng lợi sẽ giúp cho việc phát triển kinh tế trong mọi ngành. Thanh niên phải xung phong trong sản xuất nông nghiệp. Trong công nghiệp, thanh niên phải xung phong thực hiện cải tiến quản lý xí nghiệp, đẩy mạnh sản xuất. Cuối cùng, bác mong các cháu làm tốt các việc ấy, rồi báo cáo thành tích cho bác. Bác sẽ đề nghị Trung ương Đảng và Chính phủ khen thưởng. Thưa các bạn, tác phẩm này được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói vào ngày 19 tháng 1 năm 1959, được in trong sách Hồ Chủ tịch bàn về giáo dục, nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội 1962, trang 213 đến 215. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.